Thì anh cho lên tivi luôn. Đây là giới thiệu anh em là cây La Hán. Bonsai anh em nhé, đây là một người như gặp luôn này. Hiện tại cây đang ở cái giai đoạn rồi này, đang hoàn thiện. Cái này nó có một cái đặc điểm là nó cây cũng rất là già rồi. Đấy. Hai là hàng không vê bổ. Cây co lắc được trồng từ nhỏ luôn. Đấy. Lấy thân co lắc trồng từ bé luôn. Cái này là đang hoàn thiện bông tay. Gần như là anh em chơi rồi. Cái này cây này anh em là nó khoảng trên 15 giá lắm, thân là ăn chạy rất là đẹp, cây có chân bệ, thân co lắc. Cây này thì cao chừng 50 cm thôi, không vê bổ anh em nhé. La Hán chơi hay nhất là không vê bổ. Vê bổ tức là bây giờ thời buổi công nghệ rồi, người ta có dùng kéo, dùng cưa, để dùng các kiểu để người ta cưa cái thân nó từ thẳng thành cong và vẫn sống anh em. Tuy nhiên là nó sẽ không được khỏe như những cây không vê bổ. Cây La Hán 5 bông, cây này là cây dáng trực rất là đẹp, tay cành khá là to rồi. Dòng như này nuôi bông tay kỹ thì giá trên thị trường nó cũng rất là cao anh em. Nó cây rất là chất, núi nàm rất là đẹp, cái giá trị thẩm mỹ. Bonsai mini anh em nhìn thân nó co lắc rất là đẹp. Cái điểm này là điểm nhấn của cây này. Cái điểm này gọi là điểm khó của cây. Cây có giá trị hay không là những cái điểm như thế này. Đấy, nó thể hiện thời gian cũng như công sức của những cái nhà làm vườn nó thể tạo ra đi. Bình thường cây nó sẽ mọc thẳng cơ mà anh em, đúng không? Để lấy được những cái đường chạy như này phải cần thời gian và công sức rất là nhiều. Đấy, nên nó giá trị ở những cái điểm như thế này đấy ạ.